Hôm nay đi tập lớp lại đã đem trở về cho anh em một cái siêu phẩm, một cái dòng best seller mà thật sự là từ trước đến nay mọi người ủng hộ rất là nhiều. Đó chính là dòng guitar acoustic, dòng studio. Đấy. Với những cái đặc điểm ưu việt của nó như là mức giá vô cùng cạnh tranh này, chất lượng build rất là tốt, rất là tuyệt vời, có gỗ thịt luôn. Đấy, anh em có thể thấy là cái dòng như này thì thời gian gần đây là guitar plus bán rất chạy luôn mà đến mức cháy hàng. Thì cuối cùng là hôm nay thì chúng tôi đã đem nó trở về lại cho anh em đây. Mãi mới có hàng. Và anh em biết đấy, chưa kịp lên video cho anh em mà đã có khách, đã có vài khách đã đến lấy luôn rồi. Tại vì họ đã kiểu đặt từ trước rồi ấy. Vậy thì em đàn này có cái đặc điểm gì nổi bật, đặc biệt để mà cho nhiều khách hàng mà yêu quý nó như vậy? Thì hôm nay mình sẽ đi vào kỹ hơn về sản phẩm này cho anh em nhá. Đầu tiên ấy, mà nói ấy, thì cái đặc điểm mà rất nhiều khách hàng yêu thích ở em này đó chính là với mức giá vô cùng dễ chịu, đó là chưa đến 3 triệu đồng, tuy nhiên đã có gỗ thịt rồi. Đó, anh em thể thấy này, mặt trên finit này, gỗ này là gỗ Sitka Spur, gỗ thông. Đây là rosewood, gỗ hồng đào. Đấy, anh em thể thấy này, phần thiện rất là đẹp luôn, mà đó là có gỗ thịt, có cả bản sơn bóng và sơn mờ cho anh em luôn. Cần này, anh em phải thấy đây là một cái cần này là cần nguyên miếng không ghép nha anh em, cần nguyên một miếng gỗ luôn. Đấy, hoàn thiện rất là tuyệt vời, tránh cho anh em cái việc mà bị sau này đến lúc mà có những cái va đập không mong muốn xảy ra ấy, thì cái cần cũng không bị rời ra, bởi vì nó là một miếng gỗ nên nó rất là chắc chắn. Đó, và cái việc mà nó sở hữu những cái cấu hình gỗ thịt như thế này ấy, thì sẽ giúp cho anh em sở hữu và chơi được cây đàn này trong thời gian rất là dài. Tại vì gỗ thịt ấy, thì anh em chơi càng nhiều tiếng nó chỉ càng đi lên thôi, chứ nó không bị đi xuống. Đó, là những cái giống đàn như này thì anh em chơi càng nhiều nó càng hay, mà nó càng mới luôn. Anh em mà càng chơi ít ấy, thì nó lại càng cũ, càng hỏng. Đấy, anh em là khuyên anh em là chơi đàn ấy, anh em chơi hàng ngày giúp mình là cây đàn nó sẽ vô cùng bền bỉ luôn. Đó, đấy là đặc điểm khác này. Đây chúng ta có logo đầu cần plus này, được mạ vàng rất là đẹp. Đây, bộ khóa kim loại vô cùng chắc chắn. Đó, dán sẵn cho anh em một cái miếng dán chống xước luôn. Đấy, bóng bẩy. Cái phiên bản này thì đó là cái phiên bản dán DC. Ngoài ra thì ở sản phẩm này chúng ta còn hai phiên bản khác để mình lấy cho anh em nhé. Rồi, ở đây chúng ta có phiên bản dáng AC. Đấy, phiên bản mà cái dáng nó thon, nó gọn, nhỏ hơn, thích hợp với những bạn có dáng người nhỏ, hoặc là những bạn nữ, hoặc là kể cả các em bé thì có thể chơi được phiên bản này. Đấy, nó rất là gọn luôn. Cấu hình thì vẫn y hệt nhau nhé, sự khác là về cái dáng đàn thôi. Đây, anh em xem này, cấu hình gỗ này, đó, y hệt nhau luôn. Về các thông số trên đàn này, chất liệu y hệt nhau. Đó, và một phiên bản cuối cùng nữa, đó là cái phiên bản dáng D này. Dáng D này, đó, anh em có thể thấy là nó được lấy cảm hứng rất là nhiều từ những cái cây đàn mà nó thuộc cái dòng classic, những cái dòng mà nó đi theo thời gian ấy, từ ngày xưa rồi. Đó, nhìn này, nó rất là cổ điển luôn. Nó là một cái dáng D đầy, không có cắt cọt gì cả, nguyên một cái thùng đàn thôi. Đây, chúng ta có một cái phiên bản dáng D mà cái bản này là nó bản sơn mờ, trông nó rất là mộc mạc. Có bản có bản sơn bóng nha anh em. Những phiên bản này ấy, thì cái ưu điểm lớn nhất của nó mà mình vô cùng thích, đó là âm thanh vô cùng đầy đặn, vô cùng tròn tiếng luôn. Tại vì thùng nó không bị khoét, cho nên âm thanh con này sẽ rất là tròn, rất là đẹp. Và mình sẽ dùng con này để demo qua cho anh em một vài cái thao tác trên đàn nhé. Anh em nghe thử âm thanh của nó rất là tuyệt vời luôn. Đầu tiên mình sẽ thử tiểm một vài nốt hợp âm rất bình thường. Đầy đặn, âm thanh rất là ấm. Mình sẽ thử solo một vài nốt nha. Đấy, nốt cũng rất là chắc chắn luôn. Đấy, kể cả quạt chả cũng vậy thôi. Nói chung là âm thanh nó rất là đầy đặn, rất là tròn trịa. Cái này rất là tuyệt vời luôn.
Đó. Và với những cây đàn như này ấy, nếu anh em có nhu cầu biểu diễn ấy, thì có thể cân nhắc lắp thêm các loại EQ ở đây nữa, chỉ cần gắn thêm thôi là hoàn toàn có thể anh em đi sử dụng biểu diễn được. Ở ví dụ như là ở trường học này, ở công ty anh em có sự kiện để biểu diễn này, hoặc kể cả anh em đi làm luôn. Thật sự những cây này mình nói thật là đi làm cũng vẫn rất là ok, trông nó mộc mạc giản dị như này thôi nhưng mà âm thanh lên loa rất tốt. Chỉ cần anh em lắp vào các loại EQ tốt, ví dụ như là MES-B12 này, hoặc là Fishman Sonitone này, Fishman Precise Plus này, hoặc kể cả các dòng cao hơn nữa. Đấy, anh em lắp cho nó một cái EQ thì âm thanh phải nói là sẽ vô cùng là tuyệt vời luôn. Đấy, các anh em xem qua những diện mạo con đàn này. Đấy, và hiện tại thì cây đàn này đang được bán trực tiếp tại store của Guitar Plus với mức giá là 2.500.000 đồng. Đã tặng kèm thêm bao đàn cho anh em rồi, và bảo hành trong vòng 5 năm với các lỗ từ nhà sản xuất, ví dụ như là cong cần này, khóa đàn này, rồi là các cái chi tiết nhỏ hơn như là ví dụ như là ngựa này, rồi lược, rồi chốt đàn các thứ. Đấy, nói chung là tất cả đều bảo hành cho anh em. Các anh em có vấn đề gì mang ra store để mình hỗ trợ. Chỉ có tránh một vài việc như là anh em làm rơi, vỡ, va đập, cọc quệt, hoặc là đánh nhau các thứ, hoặc là rơi nước, hoặc là bị dính nước mưa các thứ không bảo quản được ấy. Thì rất tiếc là bên mình sẽ không thể hỗ trợ được những vấn đề đấy, nhưng mà bên mình sẽ hỗ trợ sửa chữa cho anh em với cái mức giá gọi là tốt nhất. Đó. Đấy. Thì anh em có thể mua hàng trực tiếp tại store đến mà trải nghiệm, hoặc là anh em có thể đặt hàng trên các hệ thống như là website hoặc là Shopee. Đấy. Các hệ thống sẽ đều hỗ trợ cho anh em đặt hàng. Còn nếu không, anh em gặp bất kỳ khó khăn gì trong vấn đề mua hàng hay là xem hàng ấy, thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với fanpage của Guitar Plus, cũng như là gọi điện đến hotline để mình có thể hỗ trợ nhanh nhất có thể nhá. Đấy, và tiếp sau cái số này nữa mình sẽ giới thiệu cho anh em rất nhiều những cái mẫu đàn khác với rất nhiều mức giá khác nhau để cho anh em có nhiều lựa chọn hơn. Đấy, và mình sẽ là làm cái series và review đàn, giới thiệu đàn này liên tục trong thời gian sắp tới. Thì anh em hãy follow YouTube này, subscribe YouTube này, anh em hãy ấn like và follow cái trang fanpage của Guitar Plus, cũng như là thường xuyên cập nhật các thông tin trên website của Guitar Plus nhé. Rồi, ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình, và hẹn gặp lại anh em trong sản phẩm tiếp theo, video tiếp theo của Guitar Plus nha. Bye bye anh em.